Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Khải Nam ơi. Ngày hôm nay thì vừa rồi sau cái buổi chiều ngày hôm nay Khải vừa đỡ ngủ nghỉ tối online nè. Thì vừa xong bảo trì xong thì Khải vừa nhìn vào trong rương đồ mà em ơi. Đó. Con đóng đồ giữ lại nha em. Con đóng đồ giữ lại thực sự là để coi chúng ta còn bó thử có gì nha em ơi. Ở đầu server này thử những cái món này thử được gì nha em ơi. Hôm như hôm qua thì Khải được một cái ngọc bội nữ may mắn 3 ẩn 1. Khải đã cho anh Long mượn và một cái ngọc bội may mắn 5. May mắn dùng 2, may mắn 2 thì có được 2 món rồi. Lần này thử được cái gì nữa không nha anh em. Và anh em cùng chờ đợi xem thử cái rương này chúng ta có đồ gì nữa mà. Đây có thể nói rằng là một rương bói đồ đầu tiên sau khi kén gối tử khá là mạnh tay rồi nè mà. Rồi, ok, chúng ta cùng mở. Đầu tiên cây vũ khí nè mày. Ôi, tưởng cây vũ khí gì chứ. Cây vũ khí chỉ thở sắc, thở lực nè mà. Thở lực trên 100 giữ lại nè mà. Rồi, cái bao tay. Ok, bao tay đọc móc chón 20 giữ lại. Đúng rồi. Một tay thở lực trên 100 giữ lại, đúng rồi. Một cái tay 120 giữ lại. Ui xa. Đại lưng. Đại lưng chón 30 hỏ. Ha, đại lưng ngon này, đại lưng ngon này em ơi. Chón hỏ nè. Đại lưng đẹp nè. Chón 30 hỏ 10 nè. Ok nè, một món nè. Nón nội lực trên 100 giữ nè. Nón nội lực 120 nè. Ngủ bội. Rồi làm chống đặc 20. Có cái chuyện là đặc sản nhất nào. Có cái chuyện đặc sản nhất. Gọi cho chuyện gì đây. Ui. No. Kháng tất cả anh em có thể nói là đầu tiên server anh em. Kháng tất cả anh em. Đầu tiên server. Có thể rao cho vui anh em ơi. Đầu tiên server. Kháng cả anh em đầu tiên server. Sau 2 ngày trôi qua. Đó là giá trị kháng tất cả anh em đầu tiên. Ngọc ơi. Ngoài bánh 3, 3 kim, ô server này đồ mình bánh rẻ không nè mày. Bánh 3 này mình bánh dùng 2 nè mày. Mình là được mình bánh dùng 1 nữ. Đồ, giá trị khác cả năm. Vãi đạn. Vãi chưa nè. Để cho nó lên chan cho nè. Rồi. Vãi đạn thì mình bánh 3. Quên khác cả năm. Rồi. Ok, nói chung là cũng có một cái video nhỏ cho anh em xem vui vẻ nè mày. Và anh em đừng quên để lại cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ video chơi nha. Và nếu như sau mỗi buổi hoạt động livestream á thì Khải có ọp á thì Khải bói được đồ gì Khải sẽ cho anh em xem nha. Rồi, kính chúc anh em một buổi xem live dễ và đừng quên đỡ lại cho Khải mạnh, ủng hộ mạnh, chia sẻ nha anh em ơi. Ok, bây giờ Khải bỏ cái dây chuyền vô chân, giữ đai lưng vô chân một tí nữa mới công nó vứt anh em ơi. Đây. Một cái đai lưng có thể chung được này. Đó. Nói chung là vài trăm xu đồ giờ cũng có xài là ok rồi, con nghiên cứu làm bộ anh em ơi. Hôm trước được áp hồi 40 anh em, đó chưa nói cho anh em thôi. Chút một áp hồi 40 đó, thấy chưa? Giá trị kháng cả năm, đại cái họ chón kháng họ. Rồi, anh em xem video đừng quên đỡ lại cho Khải một like, chia sẻ, hỗ trợ anh ơi. Những video sau có bói được món đồ nào Khải cho anh em xem tiếp theo nha. Bye bye. Đừng quên xem stream trực tiếp của Khải vào lúc 11:30 trưa và tối 7:30 tối hàng ngày nha mọi người.